Bắt giữ Ngô Đình Diệm giữa những ngày cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bao dung ông Diệm ra sao? Sau khi Bảo Đại thoái vị, ngày 25 tháng 8 năm 1945, mặt trận Việt Minh giành chính quyền, Ngô Đình Diệm cùng với một số người thân trong gia đình bị quân dân ta bắt được ở Tuy Hòa, Phú Yên, ngoại trừ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Theo một số nguồn sử liệu thì Ngô Đình Diệm bị giải ra Hà Nội, sau đó Ngô Đình Nhu cũng bị quân ta bắt giam rồi được thả. Theo phim tài liệu Sứ mệnh đặc biệt của Đài truyền hình Việt Nam nói về chuyến công tác phía Nam của ông Hoàng Quốc Việt trong cách mạng tháng 8, thì ông Hoàng Quốc Việt, sau khi nghe ông Hải, bí thư ban cán sự đảng tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo đã bắt được Ngô Đình Diệm, đã thả ông Diệm theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đưa ông Diệm ra Hà Nội để gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo tài liệu của Mỹ, tại Hà Nội, Ngô Đình Diệm đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngô Đình Diệm hỏi Chủ tịch rằng lý do xử bắn anh trai ruột của ông ta, thì được Chủ tịch giải thích rằng đó là một hành động tự phát của du kích địa phương trong lúc đất nước đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Sau đó, cũng theo tài liệu của Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời Ngô Đình Diệm giữ chức Thủ tướng vì cho rằng ông ta có tài lãnh đạo. Ngô Đình Diệm cho rằng ông chỉ đồng ý lời mời đó với điều kiện ông được Việt Minh thông báo về tất cả mọi hành động và biết riêng mọi quyết định của họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chối yêu cầu này, do đó Ngô Đình Diệm từ chối hợp tác với ta. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giao cho ông làm phụ tá của Bảo Đại, lúc này đang là cố vấn tối cao của chính phủ. Thế nhưng sau này Ngô Đình Diệm lại kể với các ký giả nước ngoài rằng ông ta bị Việt Minh bắt vào tháng 9 năm 1945 khi từ Sài Gòn ra Huế để khuyên can Bảo Đại không nên hợp tác với Hồ Chí Minh. Họ đẩy ông lên một làng ở vùng cao gần biên giới Trung Quốc và ông đã suýt chết vì bị bệnh sốt rét, nhưng may mắn được những người dân làng thuộc sắc dân thiểu số săn sóc cho đến khi hồi phục. Trong thời gian ở đây, ông được tin anh trai mình là Ngô Đình Khôi và con trai ông Khôi là Ngô Đình Huân đã bị Việt Minh bắn chết cùng với Phạm Quỳnh. Chúng ta cùng nghe lại câu chuyện bắt được Ngô Đình Diệm của chính người quân dân năm xưa trực tiếp chứng kiến sự kiện này. Một vị lão thành cách mạng đáng kính ở phường 6 thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, đó là cụ Trần Công Khánh. Cụ Khánh kể: năm 1945, cùng với mọi miền đất nước, khí thế quần chúng làm cách mạng ở thành phố Tuy Hòa lan rộng và phát triển rất nhanh, nhất là khi ông Trần Xuyền, một cán bộ của tỉnh ủy Phú Yên thời bấy giờ, từ miền Bắc trở về, truyền thông điệp kêu gọi tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Hồ Chủ tịch. Hôm ấy có khoảng 1.000 người dân ở phường 6 tập hợp lại, thành đoàn biểu tình, mang theo trống, cờ, gậy gộc, xuống đường hướng thẳng về phía sân bay, khuất trương uy thế cách mạng để trấn áp bọn thực dân phong kiến. Khi thế ào ạt của đoàn người cứ thôi thúc cậu bé 12 tuổi Trần Công Khánh xin được theo chân những bậc cha chú trong làng gia nhập vào đoàn quân. Sau cuộc meeting ở sân bay, đoàn người kéo về trụ sở Ủy ban Cách mạng lâm thời thị xã Tuy Hòa, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa, để bầu cử chính quyền cơ sở theo hình thức dân cử. Trước sự sụp đổ của chính quyền thực dân phong kiến, người dân phấn khởi, tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể, tích cực truy quét bọn thực dân, quan lại, tàn dư của chính quyền và tay sai, ủng hộ Việt Minh. Kể về chuyện bắt Ngô Đình Diệm, cụ nhớ lại, đó là vào đêm 30 tháng 8 năm 1945, trong khi đi tuần dọc bờ sông Đà Rằng. Ông Mai Xanh, đội phó đội tự vệ phường 6 lúc bấy giờ và cụ Lê Thân, một lão bạch đầu quân đã phát hiện một chiếc ghe bầu lạ, kiểu dáng miền Nam khác với ghe thuyền vùng này. Lập tức hai người báo cáo ông Phạm Sút, thành viên của Ủy ban Cách mạng lâm thời phường 6 và được lệnh kiểm tra ghe. Rạng sáng ngày 1 tháng 9, từ phương tiện đậu gần đó, hai thành viên đội tự vệ phường 6 tiếp cận chiếc ghe lạ và kiểm tra. Trên ghe này có tên Bang Hưng, một tên gian ác nổi tiếng ở thị xã Tuy Hòa và vài người lạ. Trong đó đối tượng đáng lưu ý là một người to, mập, phốp pháp, mặc áo dài, đầu đội khăn đóng, đi giày đen. Đội phó Mai Xanh yêu cầu Bang Hưng và người lạ mặt vào bờ kiểm tra, nhưng cả hai ương bướng không chấp hành. Lập tức ông Mai Xanh rút ngay sợi dây thừng ra như sắp sửa trói, còn cụ Lê Thân dí ngay con dao vào họ để uy hiếp. Người lạ mặt miễn cưỡng xuống nước, vừa trọ trẹ giọng khu 4: thùng thẳng rồi tụi tao đi, chớ làm chi mà hung dữ rứa mi. Đưa Bang Hưng và người đàn ông lạ mặt lên bờ, lực lượng dân quân tiếp tục giải họ về lẫm, tức là đình, ở phường 6, giao cho cán bộ Ủy ban Cách mạng lâm thời phường lập biên bản. Lúc này người lạ mặt mới khai ông ta là Ngô Đình Diệm, quan thượng thư bộ lại của triều đình Bảo Đại.
Ông ta cho biết, trong lúc đang công du ở miền Nam, nghe tin triều đình Bảo Đại bị lật đổ, ông ta quay trở về tìm cách khôi phục chế độ cũ, nhưng thấy khí thế cách mạng của quần chúng sục sôi nên chuyển ý định ghé vào đây trú ẩn cho an toàn. Theo ông Khánh, khi bắt ông Diệm, hầu hết bà con trong làng chưa ai biết gì về thân thế của ông ta. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản, có người lạ vào làng là bắt giữ, giám sát, không để họ gây nguy hại cho dân. Hồi đó cuộc sống suy nghĩ đơn giản nhưng tinh thần cách mạng trong người dân sục sôi, khí thế và cảnh giác lắm, ông Khánh kể. Sau một thời gian được chuyển qua nhiều địa chỉ trú ngụ, Ngô Đình Diệm được đưa về tỉnh lỵ Sông Cầu trước khi ra Huế và về Hà Nội. Năm 2011, nhà xuất bản Thời Đại kết hợp với tạp chí Xưa và Nay phát hành cuốn Hồ Chí Minh, Người Mang Lại Ánh Sáng. Cuốn sách là tập hợp những bài viết, trích đoạn về cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ vĩ đại. Trong bài viết Hồ Chí Minh, Người Đứng Đầu Nhà Nước Trong Phút Căng Thẳng của tác giả người Pháp Pierre Brossoir, có đoạn nói về những nhận định về sự kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt được Ngô Đình Diệm rồi lại thả ra. Đoạn trích này từng nằm trong cuốn sách tiếng Pháp như chúng tôi đã nói ở trên, Hồ Chí Minh, Người Mang Lại Ánh Sáng, viết năm 2003. Chúng tôi xin trích lược nguyên văn một đoạn trong bài viết trên đã được đăng tải trên báo điện tử zinnews.vn để quý vị có cái nhìn đa chiều hơn. Sắc lệnh đầu tiên, ông Hồ ký là bổ nhiệm công dân Vĩnh Thụy, tức vua Bảo Đại đã thoái vị ngày 25 tháng 8, làm cố vấn tối cao của chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhà vua cũ đã nhận lời ra Hà Nội chủ trì Hội đồng Chính phủ và đã bị tính cách của Hồ Chí Minh chinh phục. Chúng ta không biết sự lựa chọn này của ông Hồ có được sự tán đồng của các đồng chí hay không, nhưng chắc chắn là sau khi ông thả Ngô Đình Diệm ra khỏi nhà giam Hà Nội, ông đã bị chỉ trích gay gắt. Quả thật, ông Diệm đã tỏ ra rất nghiêm khắc trong vụ đàn áp Cộng sản những năm 1930 và 1931 ở Bình Thuận. Người Cộng sản Bùi Lâm đã bước vào phòng làm việc của ông Hồ hỏi rằng ông có biết nếu ông rơi vào tay ông quan này, kẻ thù của những người Cộng sản, thì ông ta sẽ không ngần ngại hành quyết ngay. Trong trường hợp ông Diệm, ông Hồ giải thích sự khoan dung của mình bằng cách nhắc lại thái độ của thân sinh ông Diệm, viên đại thần Ngô Đình Khả, đã từ chối không chịu lưu đày vua Thành Thái theo lệnh của các quan bảo hộ. Cần ghi lại rằng, một trong những người anh của ông Diệm, đức cha Ngô Đình Thục, ông giám mục Công giáo Vĩnh Long, đã không nhận lời mời của ông Hồ tham gia Liên minh Dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn quay sang phía các đảng quốc gia. Trước hết, ông mời Nguyễn Hải Thần của Đồng Minh Hội tham gia chính phủ lâm thời, rồi ông mở rộng bằng việc mời ông Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Tường Tam của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tháng 11 năm 1946, ông còn thuyết phục các thủ lĩnh này ký một bản cam kết gọi là tinh thần đoàn kết. Những người quốc gia đồng ý không công kích chính phủ trên báo chí, đoàn kết cũng chống Pháp và ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. Đối với phái quốc gia, ông Hồ bị đặt vào hoàn cảnh rất tế nhị vì những đối thủ đó của ông đã trở về theo chân quân đội Trung Hoa. Biết mình được sự ủng hộ của Quốc Dân Đảng nên họ không ngừng gây áp lực với chính phủ lâm thời Việt Nam. Những người quốc gia đòi hỏi được giao những bộ chủ chốt trong chính phủ. Cuối tháng 12, chính phủ của ông Hồ bước thêm một bước bằng việc dành 50 ghế cho Quốc Dân Đảng và 20 ghế cho Đồng Minh Hội trong Quốc hội vừa được bầu vào tháng 1 năm 1946. Các đại biểu quốc gia được quyền tham gia Quốc hội thông qua bầu cử. Ông Hồ còn củng cố vị trí của Đảng Cộng sản và các đồng minh như Đảng Dân Chủ và Đảng Xã hội, sản phẩm chính trị tài tình của Đảng Cộng sản nhằm tập hợp tầng lớp trí thức và sử dụng tài năng và sự hiểu biết của các nhà kỹ thuật và giữ vững mặt trận văn hóa. Tháng 3 năm 1946, Nguyễn Hải Thần trở thành Phó Chủ tịch Chính phủ, Nguyễn Trường Tam, Bộ trưởng Ngoại giao và Vũ Hồng Khanh, đặc phái viên Chính phủ. Tất nhiên, ông Hồ không để cho phía quốc gia giữ những bộ nhạy cảm như nội vụ và quốc phòng dù họ có đòi, và ở Bộ Ngoại giao, Nguyễn Tường Tam không hề chủ động cũng như không mở miệng vì ông Hồ đã một mình giữ vai trò chính. Điều đó không tránh khỏi mỗi lần bổ nhiệm, nhất là với Nguyễn Hải Thần mà ông Hồ đã dành cho một biệt thự đẹp và đưa chiếc xe của mình cho ông ta sử dụng, đã gây nên sự phản đối trong các đồng chí của Hồ Chí Minh theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Để ngăn chặn kẻ thù, thậm chí là những người phản đối, ông Hồ đã nói trực tiếp với nhân dân,
ông đã nói với trẻ em và thanh niên, nói chuyện với phụ nữ, một lần khác là với phụ lão, và với cộng đồng tôn giáo, ông cũng họp báo và nói với các nhà báo trong nước cũng như nước ngoài. Ông có những cuộc hội đàm riêng với nhà báo nước ngoài và Pháp. Không những ông kêu gọi người Việt Nam đoàn kết phục vụ đất nước, mà ông còn theo nguyên tắc là không nên theo kiểu vua chúa và quan lại xưa, mang tác phong quan cách, xa rời nhân dân. Ông Hồ đã tìm mọi cơ hội để hòa vào quần chúng, nhằm xóa bỏ khoảng cách giữa những người lãnh đạo với dân chúng. Ví dụ như ngày 5 tháng 1 năm 46, ông là người không theo tôn giáo, lại đi đến hai ngôi chùa lớn nhất Hà Nội, gặp các nhà sư và Phật tử, nói chuyện với họ và cùng ăn chay trong một ngôi chùa. Cũng trong ngày hôm đó, ông ra lời kêu gọi công dân đi bầu cử để bầu ra quốc hội. Trước ngày 14 tháng 1, ông đến thăm Đức cha Lê Hữu Từ, giám mục xứ Phát Diệm mà ông đã cử làm cố vấn chính phủ và gọi là bạn của tôi. Ông đề cao tình đoàn kết của toàn dân Việt Nam để chống ngoại xâm và trừ nạn đói bằng cách nhắc lại câu châm ngôn Kitô giáo, tam vị nhất thể, và câu của nhà Phật, vạn chúng nhất tâm. Ông còn nhắc lại trước 100 linh mục của giáo xứ và dân chúng Phát Diệm tập hợp nhân dịp chủ tịch đến thăm, rằng Chúa đã dạy hãy yêu thương đồng loại, còn Phật thì nói hãy thương cả những người khổ đau. Khi rời Phát Diệm, ông đã để ông Phùng Thế Tài ở lại chỉ huy trung đoàn quân chính quy đầu tiên của quân đội cách mạng, để bảo vệ an ninh cho giáo phận, nhưng tất nhiên cũng có nghĩa rằng chỉ có một nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và bên trong đó, cộng đồng công giáo cũng như các cộng đồng tôn giáo hay dân tộc khác không được hưởng một quy chế gì đặc biệt hơn. Lời kêu gọi đoàn kết dân tộc và bảo vệ nền dân tộc đã có tiếng vang trong đa số người công giáo, trước hết là những giáo sắc Việt Nam. Hồi đó có 4 vị giám mục là người bản xứ với 1.500 linh mục quản hạt, 1,6 triệu giáo dân. Do đó, một vị thừa sai Pháp đã chua chát nhận xét rằng họ muốn độc lập tôn giáo sau độc lập chính trị, và vị thừa sai viết tiếp: "Thật đau buồn khi thấy một số chủng sinh trẻ của chúng ta xếp hàng tư đi suốt đường phố Hà Nội, giơ nắm tay sau lá cờ đỏ sao vàng." Vị linh mục đó không hiểu rằng người công giáo Việt Nam đang nắm lấy cơ hội này để tách khỏi sự dính líu của họ đối với Kitô giáo của nền đô hộ thuộc địa Pháp, mà một số vị thừa sai Pháp đã thực hiện tâm nguyện và góp phần xây dựng cùng với sự hợp tác của giáo dân bản xứ. Để có thể tìm chỗ lập căn cứ và tranh thủ sự giúp đỡ của các dân tộc thiểu số miền núi, Hồ Chí Minh đã đánh giá cao vai trò chủ chốt của các dân tộc thiểu số và trong thành phần của nhà nước trẻ tuổi, họ phải có vị trí đặc biệt. Tháng 11 năm 1945, ông tiếp đoàn đại biểu năm dân tộc ở Việt Bắc và kêu gọi họ đoàn kết, tăng gia sản xuất và ủng hộ chính phủ lâm thời để kháng chiến và cứu đói. Nhưng ông cũng khẳng định mạnh mẽ quyền dân tộc bình đẳng với người Việt chiếm đa số, quyết tâm của chính phủ giúp cho họ phát triển kinh tế giáo dục. Tháng 1 năm 1946, ông cụ thể hóa đường lối đoàn kết bằng cách cho bầu ông Vương Chí Thành, vua Mông ở huyện biên giới Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vào quốc hội. Trước đó, ông đã mời ông Vương về Hà Nội và nhận làm em nuôi, với việc cải tạo họ Vương thành họ Hồ, từ Vương Chí Thành thành Hồ Chí Thành. Về sau, vị thủ lĩnh huyện đó trở thành chủ tịch Ủy ban Hành chính và Kháng chiến Đồng Văn, và ông Hồ đã gửi cho một thanh kiếm, một chiếc áo trấn thủ và huy hiệu để cụ thể hóa sự liên minh. Ông Hồ không quên các dân tộc thiểu số trên cao nguyên miền Trung mà quân Pháp đang bắt đầu chinh phục lại. Ngày 19 tháng 4 năm 1946, ông gửi đến đại hội ở Pleiku: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt." Ông kêu gọi mọi người góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do độc lập. Nhưng độc lập để làm gì và tự do có ý nghĩa gì khi dân chúng đang chết đói? Vị chủ tịch nói như vậy. Chấm dứt nạn đói là công việc ông luôn lo toan. Để thực hiện việc đó, ông đã tổ chức nhiều chiến dịch tập thể như thu hồi lương thực tích trữ từ ngày 9 tháng 3, Lạc Quyên vận chuyển lương thực từ miền Trung ra. Trong khi ông Hồ đề phòng người Pháp từ xa vì Pháp đã bắt đầu chiếm lại Nam Kỳ, ông chấp nhận để người Pháp giao lại số lương thực của Nhật tích trữ ở miền Nam. Tháng 9 năm 1945, bằng cách riêng của mình, ông Hồ kêu gọi toàn thể quốc dân mỗi tuần nhịn ăn một bữa để lấy gạo giúp đồng bào đói. Tại trụ sở Bắc Bộ Phủ, trong dinh thống sứ Bắc Kỳ cũ, ông Hồ áp dụng chế độ ăn uống khắc khổ, cơm đủ hai bát lưng, cá chỉ vài lát khứa mỏng, canh trong vắt. Trần Văn Dầu,
đứng đầu Ủy ban Cách mạng Nam Bộ đến Hà Nội từ tháng 9, không chịu được chế độ ăn uống đó, đã đến ăn ở một nhà người bạn giàu có. Hôm sau nghe chuyện đó, ông Hồ hỏi nhỏ ông giàu. Ở phủ chủ tịch, chú chê cả muối hả? Lúc này đồng bào đang đói, chú không chia cái khổ với đồng bào được ạ. Từ đấy, bữa nào giàu cũng ăn ở Bắc Bộ Phủ. Quý vị thân mến, ngay khi cách mạng thành công, giành chính quyền về tay nhân dân, chấm dứt 100 năm đô hộ của thực dân Pháp và hàng ngàn năm chế độ phong kiến ở nước ta, cách mạng tháng 8 đã không xảy ra đổ máu, không có bắn giết, tàn phá của những người chiến thắng. Kết thúc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, quân đội nhân dân Việt Nam sau khi tiếp quản Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố khác đã không có tắm máu như người ta lo sợ. Với hoàng tộc nhà Nguyễn, ngay những ngày biến động lịch sử xảy ra ở tháng 8 năm 1945, Bác Hồ đã thể hiện tinh thần hòa giải triệt để. Ngoài việc đảm bảo an toàn cho tất cả các quan chức của triều đình nhà Nguyễn và mời Bảo Đại làm cố vấn tối cao, Bác đã cử ông Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động, thay mặt Bác và chính phủ vào Huế, đến tận Hoàng Cung gặp vợ con Bảo Đại để thăm viếng, động viên, an ủi họ. Tết năm đó, Bác đã cho Chủ tịch Ủy ban Hành chính Huế thay mặt Bác trợ cấp cho gia đình Bảo Đại một số tiền để ăn Tết. Bác cũng cho người đến thăm hỏi và gửi tiền giúp đỡ hai bà Hoàng hậu là vợ của hai vị vua Thành Thái và Duy Tân. Tinh thần hòa giải và sự quan tâm của Bác đã làm cho bà Nam Phương Hoàng hậu xúc động biết ơn. Bà còn đứng ra tổ chức quyên góp và đóng góp trong tuần lễ vàng bằng cả tài sản của riêng mình. Bà biết ơn Bác Hồ và ủng hộ chính quyền cách mạng. Chính sự hòa giải của Bác mà có đến 8 trong 10 vị của chính phủ Trần Trọng Kim, nội các của vua Bảo Đại đã đi theo cách mạng như các ông Phan Kế Toại, Phạm Khắc Hòe, Bùi Bằng Đoàn. Ngày đất nước còn chia cắt, ở miền Nam những năm cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 thì thuộc về chính phủ Ngô Đình Diệm. Dù là lãnh đạo của hai miền đối địch, nhưng Bác Hồ khi nhắc về Tổng thống họ Ngô vẫn dành cho ông ta những lời tôn trọng đúng mức. Như sách Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử đã dẫn lời đại sứ Ba Lan tại Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định Geneva năm 1954 kể lại trong hồi ký của mình rằng: Cuối năm 54, trước khi vào Sài Gòn, tôi tới chào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi tiễn tôi ra cửa, Chủ tịch nói: Nhờ đại sứ chuyển lời hỏi thăm của tôi tới ông Ngô Đình Diệm. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Chủ tịch nói tiếp: Ông Diệm là người Việt Nam. Là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước. Ông ấy yêu nước theo cách của ông. Hay ông Edward Miller đã dẫn chi tiết một nhà ngoại giao Ấn Độ hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh về ông Ngô Đình Diệm tại Hà Nội năm 62. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xem Ngô Đình Diệm là một nhà yêu nước và nhắn gửi tới ông Ấn Độ này rằng: Hãy bắt tay ông Diệm dùm tôi nếu như ngài gặp ông ấy. Sự tôn trọng đối phương qua lời Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị, thành thực mà căn cốt sâu xa. Tình cảm ấy có từ tinh thần, văn hóa truyền thống, tình yêu nước gốc rễ xuất phát bởi tình yêu con người. Vậy hiển nhiên, tình cảm yêu nước lớn lao mạnh mẽ bao nhiêu thì tình yêu con người lớn bấy nhiêu.